Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên và thông điệp và dự báo chuyện tình cảm của bạn trong thời gian sắp tới qua trải bài của các vị pharaoh Ai Cập. Và đây là mình xin kết nối năng lượng cùng các bạn đã chọn xem trải bài và rất là biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào đây. Và sau đây chúng ta sẽ kết nối năng lượng và mình sẽ lấy ra ba lá ngẫu nhiên. Và các bạn nhớ tiếp nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở nhất. Và trong trải bài các bạn sẽ có những lá bài sau đây. Đầu tiên các bạn có lá bài thuộc bộ ly, hai ly. Kế tiếp các bạn sẽ có lá bài ra rất ngẫu nhiên. Chúng ta có lá bài bốn tiền. Và lá bài thứ ba chúng ta có lá bài hai kiếm. Và sau đây mình xin giải thích trải bài cho các bạn. Lá bài đầu tiên đại diện cho về mặt cảm xúc, về tình cảm của các bạn trong các mối quan hệ đối tác làm ăn. Khi lá bài hai ly này xuất hiện thì chứng tỏ các bạn cùng đối tác sẽ xây dựng trên sự hợp nhất của hai bên, một mối liên kết bền chặt, một mối quan hệ đối tác cân bằng và bình đẳng. Cái điều này nó thực sự là mạnh mẽ cho những cái đối tác về tình yêu và hợp tác làm ăn. Ở đây các bạn thấy là cái việc trao đổi cái cảm xúc của mỗi bên nó sẽ giúp cho cái người tham gia vào mối quan hệ này có sự ảnh hưởng sâu sắc đến người kia. Chứng tỏ trong thời gian sắp tới, niềm vui của các bạn là chuyện tình cảm của cả hai sẽ trở thành một. Khi lá bài này xuất hiện, nó khuyến khích cho sự bắt đầu của các mối quan hệ đối tác dưới bất cứ hình thức nào. Nó là sự hấp dẫn được đến với nhau, bởi đây là một dấu hiệu của tình yêu. Và trong thời gian sắp tới các bạn sẽ có tình yêu. Chính cái sự hài hòa này, bạn sẽ gặp được một người rất là hợp tác trong các bạn trong mọi việc. Một mối quan hệ mà đôi bên cùng có lợi. Một mối quan hệ mà bên kia sẽ khuyến khích bạn cố gắng hết sức để phát triển bản thân của mình. Và nếu như hiện tại các bạn đang quen một ai đó thì thông báo rằng thời gian sắp tới khả năng hai bạn sẽ giao tiếp hơn rất là nhiều. Một sự cân bằng và thân thiện cho hai bạn thực sự là rất đẹp. Và thông điệp chính của lá bài hai ly này nói gì? Tức là các bạn hãy thử và nhận thức được bạn là ai và người đó là ai. Chúng ta sẽ trao cho niềm tin để mỗi người cùng phát triển cá nhân, tạo ra giá trị riêng. Kế tiếp, hai bạn cùng phối hợp với nhau bắt đầu một mối quan hệ có lợi trong tình cảm, có lợi trong mối quan hệ cam kết và có lợi trong mối quan hệ về mặt nhục dục thể xác luôn. Một tam giác mà giúp cho các bạn thực sự có một tình yêu bền vững. Và lá bài thứ hai sẽ là thách thức cho cái mối quan hệ, cho chuyện tình cảm của bạn rất tốt đẹp. Ở lá bài thứ nhất, lá bài hai ly, đó chính là lá bài bốn tiền. Ở đây nó biểu thị rằng cái cơ hội đến với bạn, tình yêu đến với bạn, có thể nó sẽ khiến bạn trở thành một người ích kỷ và có tính chiếm hữu quá mức đến mức tham lam. Bạn muốn đảm bảo rằng không ai có thể lấy đi cái người đó, tình yêu đó của bạn. Bởi vì năng lượng của lá bài đầu tiên nó giúp cho các bạn quá dễ dàng đạt được người mình yêu, chắc chắn sẽ có trong thời gian sắp tới. Nhưng mà nó sẽ khiến cho các bạn sẽ đánh giá mọi thứ bắt đầu qua gì giá trị vật chất, về cái cảm xúc, về cái gì đam mê nhục dục, khiến cho các bạn không có sự ổn định và cân bằng cho bản thân mình. Và cơ hội biến thành bạn một người tham lam và sở hữu, vì bạn sợ là ai lấy đi người đó của bạn. Tuy nhiên khi mà các bạn bị việc này, các bạn sẽ trở nên thành một người đeo bám, thậm chí sẽ tạo ra cho mối quan hệ của bạn rất ngột ngạt. Đây là một cái mối quan hệ nếu các bạn không chú ý, có thể bạn sẽ mang đến sự ghen tuông và chiếm hữu rất là nhiều. Có thể nó sẽ làm xấu đi tình yêu mà bạn vừa chớm nở, khiến cho tình yêu không còn hạnh phúc như ban đầu. Cái vấn đề ở đây là có thể bạn liên quan đến vấn đề bất an và nỗi sợ hãi của bạn. Do bạn yêu cái người yêu sắp tới của bạn nhiều quá và bạn mất cái thời gian để bỏ công bỏ sức, do đó bạn sợ mất đi cái người này.
mà chính cái việc bạn ghen ăn tức ở ích kỷ trong mối quan hệ khiến bạn xua đuổi cái người yêu tương lai của bạn ra xa. Do đó bạn phải nhớ rằng mình đừng níu kéo cái gì hết. Bây giờ là mình phải để cho mọi thứ nó nhẹ nhàng, bởi vì cảm giác chúng ta mang đến cho người yêu là cảm giác dễ chịu hay là người mà họ muốn ở gần trước khi các bạn tiến tới mối quan hệ. Bởi vì cái năng lượng xấu nó sẽ không bao giờ giữ chân người khác hết các bạn. Chỉ có năng lượng yêu thương mới giữ chân được người ta mà thôi. Và điều bây giờ bạn cần phải giải quyết đó chính là bạn phải thực sự cởi mở với người khác và chấp nhận sự khác biệt ở người ta. Nên nhắm mắt nhắm mở các bạn. Chứ mà cái nào cũng mở trao tráo rồi nhìn cái xấu của người ta không. Mà cái sợ mắc không, tính chiếm hữu đừng có chiếm hữu. Mình khi mình càng cái tính chiếm hữu là cái tính ích kỷ mình nó quá cao, nó khiến mình trở nên xấu xí lắm. Do đó cái thách thức của các bạn là mình đừng có trở thành người yêu đeo bám, đừng có trở thành người ghen tuông, đừng có cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ và không có níu kéo quá khứ luôn. Đây là cái thông điệp và thách thức các bạn gặp phải trong thời gian sắp tới. Lá bài thứ 3 đại diện cho cái năng lượng là năng lượng kết quả và tiềm năng cho mối quan hệ tình cảm của các bạn trong thời gian sắp tới là gì? Các bạn có sự hai kiếm ở đây. Khi lá bài hai kiếm này xuất hiện, chứng tỏ bạn đang có hai sự lựa chọn ở hai hướng khác nhau và loại trừ lẫn nhau rất là nhiều. Nó có một sự mô tả sự bế tắc, có những cái vấn đề cần phải được giải quyết và cái tư duy logic và hợp lý của bạn. Bởi vì các bạn đang gặp phải trong tương lai sẽ là lựa chọn khó khăn. Bạn bị bịt mắt, không biết lựa chọn cái nào. Bởi vì bạn sẽ bị mắc kẹt bởi người yêu cũ và người yêu mới. Mà hai bên này là hai bên bạn đều không muốn mắc. Bạn có thể thấy và không muốn thấy tất cả các vấn đề. Mà không muốn tìm giải pháp luôn. Kiểu như là cũng thương người cũ, cũng muốn trở lại người cũ, mà người mới bây giờ cũng mới quá, cũng thấy uổng, không biết làm sao. Thì ở đây cái vai trò của lá bài biểu thị là có sự ảo tưởng và lừa dối trong khó khăn mà bạn đang gặp phải khi bạn đưa ra cái lựa chọn. Và cái điều này, cái năng lượng này nó kéo dài trong bạn hồi xưa giờ rồi. Cái năng lượng bế tắc, cái năng lượng không đối lập, tham gia trận chiến giống như không có hồi kết. Bạn bị mắc kẹt rất nhiều khi bạn đứng thế giữa ngã ba đường, không biết đường nào. Mà chính cái này nó khiến cho các bạn không được tình yêu. Bởi vì mọi thứ trên đời này cuối cùng chúng ta sẽ ở một tình huống mà buộc chúng ta phải đưa ra cái lựa chọn. Bạn có thể đứng về phía bên này, cũng có thể đứng phía bên kia. Bởi vì mình cái thấy nào cũng có hấp dẫn, mà cái nào cũng có tiềm tàng cái may mắn và cái rủi ro trong đó, khiến cho cái điều này cho bạn quyết định càng khó khăn hơn. Nhưng mà các bạn phải biết rằng đây là lúc mà phải đưa ra lựa chọn. Bởi vì có gì đó bạn bắt buộc thôi. Bây giờ mình lựa chọn một cách thận trọng nhất. Bởi vì bạn có thể bị che mắt bởi những cái ảo ảnh của tình yêu của người mới và người cũ. Nhưng mà hy vọng sẽ không có biến mất. Do đó mình phải biết mình muốn gì và cần gì, sau đó đánh giá một cách là cụ thể nhất để mình quyết định lựa chọn đâu là cái người phù hợp cho các bạn. Và điều các bạn cần là các bạn đừng có bị mắc kẹt trong các quyết định giữa hai người. Bạn phải cố gắng lựa chọn giữa hai người yêu. Bạn chọn vì tình yêu hay bạn chọn vì vật chất, về thế giới cảm xúc, nhục dục. Do đó, nếu bạn chọn tình yêu thì đi hướng tình yêu. Nếu bạn chọn về thế giới vật chất tiền tài thì bạn chọn tiền tài. Nên nhớ tất cả các sự lựa chọn đều nằm ở bạn. Và có thể tất cả hai lựa chọn đều hấp dẫn hết. Do đó bây giờ mình phải xem xét kỹ cái nào thực sự nó sẽ tham gia tích cực và nâng cao giá trị bản thân cho bạn. Bạn có thể đang cố gắng tránh lựa chọn việc này trong tương lai. Nhưng mà hãy cẩn trọng nếu bạn không đưa lựa chọn của bạn và bạn đi lựa chọn tật như một cái là coi như bế tắc cuộc đời mình nó diễn ra nha. Bởi vì ý nghĩa của hai kiếm này cho thấy là có một sự bế tắc nào đó ở trong một trong hai thanh kiếm, bắt buộc bây giờ là mình phải nói chuyện thành thật và cẩn trọng nhất với những điều mong muốn. Ai là cái người bạn cần?
và điều bạn cần trong cuộc sống là gì. Và mình khuyên các bạn nên lựa chọn dựa theo tam giác, đó chính là bạn kiếm một cái người nào bạn phải đam mê về thể xác. Cái người đó bạn có thể thích thọ về tình dục, về cái đam mê thể xác. Và cái thứ hai, các bạn phải tìm một cái người nào mà bạn có khả năng giao tiếp, đàm phán, biết nâng cao giá trị của bạn và bạn cũng nâng cao giá trị người ta. Không có đúng sai, không phán xét ở đây. Và điều thứ ba là cái người này họ đưa ra cái hướng cam kết và chịu trách nhiệm với những việc họ làm. Đây chính là cái nguồn gốc bạn cần nên bám vào để bạn chọn ra, lựa chọn một người yêu, một tình yêu chính xác cho mình. Một quyết định thực sự rõ ràng và cẩn trọng nhất, không có mâu thuẫn gì hết, không có đứng về phía nào hết, bởi vì phía nào cũng hấp dẫn bạn hết. Mình lựa chọn dựa trên cái tam giác hiện thực này, chắc chắn các bạn sẽ có tình yêu tốt đẹp sau này. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Hẹn gặp lại các bạn trong các trải bài tiếp theo.